Cột mốc lúc nửa đêm Phần 3 Khuya lắm Ngọn gió lúc sang canh Giật mình trở giấc Từ đỉnh pù luông ảo ạt dội về Chỉ huy trưởng Trường Sinh ngồi lặng trước bàn Ánh mắt dán vào tấm bản đồ Vùng núi non miền biên ải Đây, chính cái vùng này đây Giải núi cao ngút ngàn nối liền hai nước Việt Lào, ông cha ta năm xưa, đoàn quân vệ quốc thời cứu nước đã qua đây. Cây rừng, đá núi, suối ngàn còn vang vọng lời thơ hào hùng. Dốc lên khúc khuỷu, dốc thầm thẳm, heo hút cồn mây, súng người trời. Tây tiến đoàn quân không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Dấu son của ông cha đã làm cho Pù Luông thâm u, thiêng liêng và thơ mộng. Giờ đây, giữa vùng núi biên cương hùng vĩ, dầu huyền thoại này, lớp con cháu, những người lính biên phòng đang làm cho Pù Luông đẹp thêm, vời vợi cao thêm. Vùng biên ải nóng, trên tấm bản đồ được chỉ huy trường khoanh màu đỏ. Nơi ấy có đường biên giáp với nước bạn dài hơn 20 km, có các cột mốc chủ quyền G2, G3 và có tam xã vàng. Đây là một trong những điểm ma túy nóng nhất nhì cả nước. Đây là nơi ma rừng, liên hồi kỳ trận cộng ma túy vào đất việt ma túy từ đây về mộc châu sang hang kia bà cò mai châu hòa bình ma túy và mường lát thanh hóa ma túy về hà nội hải phòng lên lạng sơn lào cai và còn đi xa hơn nữa chỉ huy trưởng trường Trương sinh đã đến nơi này anh đã khảo sát thực địa vùng pù luông này những người lính trinh sát bám trụ nơi đây đã cùng anh tìm phương sách đối yêu để xóa bỏ vùng đen nhức nhối mà bọn tội phạm gọi là điểm vàng của chúng. Vùng điểm vàng đó có tam xã vàng. Mỗi xã vàng chỉ có trên dưới 500 trăm người. Xã lóng có gần 20 km đường biên thì có tới hơn 200 đối tượng liên quan đến ma túy và ngót hàng trăm người nghiện nặng. Xã Sơn có 6 km đường biên đã có gần trăm rưỡi đối tượng vận chuyển, cất giấu, buôn bán ma túy và có gần 100 con nghiện. Xã Trường Cận Kề, đường biên cũng có đến 170 người vận chuyển, chứa chấp, buôn bán ma túy và có gần 160 con nghiện nặng. Nguồn ma túy đó từ bàn muống, bàn hồi và từ viên say tuần sang và gốc là từ tam giác vàng, nơi gieo rắc tội ác khủng khiếp cho nhân loại chỉ cách vùng biên ải nóng 700 km đường ô tô, nơi đó vào năm 1950 của thế kỷ 20 đã nổi tiếng thế giới Diện tích vùng đất này rộng 150.000 km vuông, thuộc vùng biên giới ba nước Myanmar, Lào và Thái Lan. Tam giác vàng là thủ phủ thuốc phiện của vùng Đông Nam Á, cũng là tâm điểm ma túy của thế giới. Có thời kỳ, mỗi năm tam giác vàng sản xuất đến 70% lượng ma túy thế giới và thu hàng nghìn tỷ đô la. Năm 2008, sản lượng thuốc phiện tam giác vàng tăng 3%, khoảng 424 tấn. Tam giác vàng đã xuất hiện vua thúc phiện Khun Sa. Tên thật của Y là Trương Phu Cơ, sinh ngày 12 tháng 7 năm 1933 tại Côn Minh, Trung Quốc. Cha đẻ của Y là lính quốc dân đảng của tường giới thạch. Mẹ là người dân tộc San Myanmar. Khun Sa là tên gọi được dân kính trọng. Y tự xưng là khâm sai đại vương, có tới hơn 5.000 tay súng thuộc hạ bảo vệ. Dân vùng đó đồn rằng Khun Sa là người nhà trời phái xuống trần gian trong thúc viện để cung cấp niêm sảng khoái cho con người. Khun Sa ốm chết tại thủ đô Myanmar ngày 26 tháng 10 năm 1997. Nhưng tai họa khôn lường cho nhân loại thì vẫn còn dài. Chỉ huy trưởng Trường Sinh ngồi lặng im. Anh đặt ngọn bút chì đỏ lên những điểm cột mốc chủ quyền in hình quốc huy trên tấm bản đồ. Anh chăm chú nhìn vào đó, đôi mắt sáng ngời dưới vầng trán vuông đỏ ửng có vài nếp nhăn giữa điểm giao tiếp giữa hai đường lông mày. Cơ mặt anh rộng, toát lên nét thông tuệ, nghị lực. Chỉ tháng nay thôi, mái tóc trường sinh đã phơn phớt bạc và hai đôi mắt xuất hiện nhiều nếp nhăn. Anh đã chỉ huy đội quân đặc nhiệm đấu mưu, đấu trí, đấu súng với bọn tội phạm ở nhiều điểm nóng các vùng biên. Nhưng trận đánh ở điểm vàng hôm nay đang làm anh thao thức. Anh thầm nghĩ bọn tội phạm như đang đánh đố mình như đang thách thức đội quân đặc nhiệm biên phòng từ một anh lính trẻ ở trạm tiền tiêu của đồn biên phòng được quân đội đào tạo thành người chỉ huy anh rất hiểu người lính đi tuần tra trong đêm mưa rừng và cũng rất hiểu người lính trong phiên gác đêm dày sương muối hơn ai hết anh biết mọi chiến thắng là do người lính quyết định anh đã cùng với những người lính ấy nhiều lần thị sát thực địa vùng núi non này nhớ mấy hôm trước đây một nhà địa chất đứng ngay dưới chân núi Pù Luông nói với anh rằng lính biên phòng các anh nên chăng cũng cần phải biết những kiến thức về địa chất vùng núi non mình canh giữ núi Pù Luông ta đây vốn là vùng núi già nhưng được xuân hóa trẻ lại và cao đến 1.700 mét vời vợi mây trời núi Himalaya có đỉnh Everest cao nhất thế giới 8.848 m là loại núi trẻ được tạo nên chừng 60 hay 70 triệu năm trước. Dài Hoàng Liên Sơn của nước ta cũng là loại núi già, ra đời đã hơn 2.000 triệu năm. Có đỉnh cao 3.143 mét, căn cứ vào đâu để biết núi già, núi trẻ ư? Căn cứ vào các loại lớp hóa thạch và nhìn vào hình dáng của núi mà đánh giá tuổi. Núi có độ cao lớn, đỉnh lầm chậm như răng cưa, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu là núi trẻ các ngọn núi bị gió, mưa bão, tuyết bào mòn, vật liệu vụn lở dồn xuống, lấp dần vào các thùng lũng, khiến sườn núi thoai thoải hơn. Thùng lũng rộng ra, nông dần. Đó là hình thế đặc trưng của núi già. Rồi cho nhiều biến động lớn của địa chất mà núi già có thể được nâng lên cao đột ngột. Vì thế mà núi già trong giải trường sơn của nước ta được kích sườn phía đông lên. Có những ngọn nhỏ cao hẳn lên sườn núi trở thành dốc các thung lũng hẹp và sâu hơn như vậy khác với sinh vật khi già sẽ bị mất đi nhưng núi già có thể xuân hóa và trẻ lại núi pù luông nơi các anh đang canh giữ đây là núi hồi xuân pù luông là tên gọi của bà con người dân tộc có nghĩa là núi cao nhất vùng này pù luông là khu rừng nguyên sinh khu bảo tồn thiên nhiên loại rừng kín nhiệt đới thường xanh theo mùa có giá trị về khoa học kinh tế và cả du lịch Nơi ta đang đứng đây có hệ thống động vật thực vật phong phú, có 198 loài động vật, 51 loài quý hiếm, 84 loài thú, 162 loài chim, 56 loài cá và 28 loài bò sát. Đặc biệt, Pù Luông là nơi cư trú của báo gấm, beo lửa, hươu sao, gấu ngựa, sơn dương. Còn đối với lính biên phòng, Pù Luông là mốc của đất trời, phân định biên cương. Pù Luông là nơi những người lính biên phòng đang ngăn ma rừng cõng ma túy và đất Việt. Chỉ huy trưởng đứng trên đỉnh Pu Luông, buổi tinh mơ dày sương khói, buổi chiều hoàng hôn gió mây mờ ảo, như sự giao hòa của âm dương, đất trời, thủa hồng hoang. Người lính đặc nhiệm đi trong rừng sâu, giữa cơ man, nào là tiếng côn trùng nỉ non, than vãn, từ bốn phương tám hướng, như giữa thực với ảo, như đang sống trong cuộc sống tâm linh. Họ nhớ nhà, nhớ những người thân biết trường nào. Nhưng tất cả đều đã gác lại, gác lại một cách tự nguyện và vô tư. Chỉ huy trưởng Trường Sinh đặt ngọn bút chỉ đỏ, nơi những cột mốc xưa kia chỉ là những khối đá hoa cương, ánh lên vân vàng, sắc đỏ, đứng trầm mặc trong gió núi mưa ngàn. Này cột mốc mang hình quốc huy, màu cờ đỏ sao vàng, chắn nơi biên cương phên dậu. Đối với người lính biên phòng, cột mốc chủ quyền quốc gia là nơi tụ hồn sông núi, là xương máu của ông cha ngàn đời tạo dựng lên là nơi hào khí thiêng liêng truyền lại lời dặn dò nhắc nhở đã thành nếp sống của người lính biên phòng rồi mỗi chuyến tuần tra đi qua cột mốc chủ quyền quốc gia các anh lại dừng lại đưa tay lên vành mũ chào hồn sông núi chào uy linh của ông cha và như để nhắc lại lời thề son sắt quyết giữ bình yên cõi bờ phía bên kia cột mốc đường biên là bản làng của nước bạn bản muống bản hiếng có bản chỉ gần trăm nhà đứng từ Pù Luông nhìn vào các bản làng đó cũng bình yên như những bản làng khác thấp thoáng trong vòng cây lá xanh tươi, mây sương mờ ảo. Nhưng đến gần thì nhà nào cũng có anten, chào thu phát vệ tinh. Trong bản có những ông chủ, ông trùm. Trong những ngôi nhà, tưởng là binh dị ấy là những két sắt xếp đầy đô la Mỹ. Trước cửa nhà, những chiếc ô tô du lịch trị giá tiên tỷ sáng bóng. Xe tải còn chờ hàng thì hầu như nhà nào cũng có vài chiếc đậu dọc đường. Ông chủ thuê máy xúc về ủi đường, ủi rừng, mở đường, mở bến. Những ông chủ này có cả các khu hàng ma túy thuê người cầm AK canh gác. Các ông chủ đeo AK bắn gấp, ngồi xe lếch sợt, đời mới đắt nhất. So với các loại xe du lịch trên thế giới, nghênh ngang dạo quanh bản, những nơi này đã hình thành các vùng trăng lưỡi liềm vàng, thu nhỏ của tam giác vàng với những ổ ma túy khủng khiếp như thế. Trường sinh liên tưởng đến những vùng bom chưa nổ trên đất Lào từ năm 64 đến 73. Đế quốc Mỹ đã thả xuống đất Lào 270 triệu quả bom. Số lượng khổng lồ đó đã biến nước Lào chịu đựng tai họa bom nhiều nhất trong lịch sử. Đến nay số bom chưa nổ trên đất Lào còn chừng 80 triệu quả. Riêng tỉnh siêng khoảng còn đến 43 triệu quả bom tập trung dày đặc vào một số vùng mà dân gọi là ổ bom rất nhiều người dân lào đi sản xuất đi gỡ bom đã chết tan phế thảm thương giờ đây ma túy tràn vào nước lào tạo nên những ổ ma túy còn khủng khiếp hơn nhiều lần những ổ bom chưa nổ nó đã gieo tai họa cho đất nước lào cho người dân lào và nó đã vượt sang bên kia bên này biên giới đã gây ra nhức nhối khôn lường gây ra một vùng biên ải nóng từ những ổ tai họa đó lũ ma rừng cõng ma túy vượt núi Pù Luông sang đất Việt. Trường sinh, người chỉ huy quân đội đặc nhiệm, nhiều đêm chăn trở thao thức với câu hỏi có bao nhiêu ma túy đã thẩm lậu qua biên giới mỗi ngày. Anh và các chỉ huy phó trung thành, Đinh Hiền đã bước đầu giải mã câu hỏi vô tiền khoáng hậu này. Rằng nước ta không có hoạt động sản xuất ma túy, diện tích trồng chui giấu cây thuốc phiện rất ít vì ta chặt phá, xóa bỏ kịp thời. Chỉ còn sót chừng 15 ha ở những vùng hẻo lánh. Nhựa thuốc phiện hàng năm được người dân thu không đáng kể. Chỉ lén lút được chừng 70 kg, tương đương 6 kg heroin. Có tất cả ma túy buôn bán tiêu thụ trong nước, chuyển ra nước ngoài đều thẩm lậu qua đường biên giới. Nước ta cũng không có tỷ lệ người nghiện ma túy cao, nhưng do điều kiện xã hội và tồn tại lịch sử nên số người nghiện ma túy có xu hướng tăng. Năm 2008, Việt Nam có khoảng 173.000 người nghiện, nhưng thực tế nhiều hơn vì số ẩn ta chưa thống kê được. Theo kinh nghiệm, số người nghiện ẩn thường lớn gấp đôi số đã thống kê quản lý. Như vậy, số người nghiện của nước ta ít nhất cũng đến 25 vạn người. Với số lượng người nghiện nhiều như vậy, nước ta cũng là một thị trường tiêu thụ ma túy đáng kể và tính một cách giản đơn nhất, mỗi người nghiện chỉ dùng 50.000 đồng một ngày để sử dụng ma túy, thì trung bình mỗi ngày có tới 12 tỷ đồng mua ma túy tiêu thụ tại Việt Nam. Nước ta cũng là nơi trung chuyển ma túy từ khu tam giác vàng sang các nước trong khu vực và thế giới. Ta đã phát hiện ra những đường dây mua bán vận chuyển ma túy quốc tế qua biên giới nước ta sang phía nam của Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Úc. Vì vậy, lượng ma túy thẩm lậu vào biên giới mỗi ngày, kể cả tiêu thụ ở trong nước, và trung chuyện ra nước thứ ba. Chỉ ước tính rằng lớn hơn nhiều lần số ma túy đã tiêu thụ trong nước. Có thể gấp 2, gấp 3 lần. Ma túy đã thiên hình vạn trạng xâm nhập vào biên giới các nước, kể cả nước ta. Đó là những câu chuyện bí hiểm, mê hồn trận. Tháng 3 năm 2009, Liên Hợp Quốc đã gặp nhau tại Viên, Áo để tổng kết 10 năm với mục tiêu kỳ vọng một thế giới không còn ma túy do Liên Hợp Quốc đề ra. Vậy mà việc sản xuất và vận chuyển ma túy xuyên biên giới nhiều nước vẫn tạo nên một bản đồ ma túy sôi động trên toàn cầu. Sản xuất ma túy tăng nặng ở Colombia, Peru và lượng tiêu thụ nhiều ở châu Âu và các quốc gia Nam Mỹ. Theo quốc lộ số 6, rẽ về mạn đường số 43, ngút ngàn rừng xanh, khoảng gần 30 cây số thì đến chân núi Pù Luông. Ở đó có cửa khẩu lóng sập đường từ thảo nguyên mộc châu đến viêng say nước lào hai bên đường lên cửa khẩu là những ngọn đồi thông non tơ xanh biếc gieo vi vút trong gió núi hương phấn vàng thơm màn mát thanh bình mùa xuân ở đây hòa bàn hoa mận nở trắng mái đồi trồng như những đám mây bông vá vào sườn núi xanh mùa hè mùa lúa chín mùa thu hương ngô thơm từ các thung lũng trải dài trên đường chứa chan màu no ấm Bề ngoài vùng núi Biên Cương bình yên thơ mộng là vậy, nhưng thẳm sâu trong cuộc sống thì đây chính là điểm nóng. Ma rừng, liên hồi kỳ trận, cõng ma túy và đất Việt. Huyện Mộc Châu nằm gọn trên một vùng thảo nguyên có số má trong bản đồ du lịch của nước ta. Chỉ có 14 vạn dân, một cây số vuông có 69 người ở, bà con người mông ở treo leo trên núi cao, bản làng thấp thoáng mờ ảo trong mây sương và con người Thái, người Kinh ở dài rác trên các triển núi, các lũng sâu. Trong cảnh âm u giữa núi rừng cao nguyên, thẳm hoang vắng, đã xuất hiện những lối mòn như đường thú đi, len lỏi trong rễ cây, lau cỏ. Những lối mòn như đường trong mơ, từ dưới âm ti địa phủ ngòi lên. Đây chính là những lối mòn của lũ ma rừng, ngày đêm cõng ma túy. Đây chính là vùng nóng, đội quân đặc nhiệm biên phòng và các băng nhóm tội phạm đã tàm tứ phen sinh tự, đấu súng với nhau. Có đoạn biên giới theo đường tuần tra chỉ 20 km mà đã có tới 34 lối mòn. Hai bên cánh gà của trạm kiểm soát, cửa khẩu cũng không thể đếm hết những lối mòn hiểm hóc, ẩn hiện thấp thoáng trong cỏ lau, cây rậm, xuyên qua biên giới. Người muốn qua lại bất cứ lúc nào, từ những lối mòn đó, lũ ma rừng đã cõng ma túy vượt biên vào đất ta. Những đêm giữa tuần trăng, núi đồi thung lũng, nhiều vạt ruộng bậc thang, những nương ngô tràn ngập trăng vàng, dưới ánh trăng mờ ảo hoang vắng. Bọn tội phạm từng bày như những bóng ma chập chờn lặng lẽ cõng ma túy vượt biên. Bọn ma rừng cho lúc này là thời điểm vàng của chúng. Chúng đi thành từng toán, từng tốp, năm bảy tám tên. Trên lưng cõng ba lô hàng tay cầm AK lựu đạn K54, thắt lưng đeo những điện thoại di động. Chúng sẵn sàng đánh trả lúc gặp đặc nhiệm biên phòng. Chúng đi có đội hình, có chiến thuật, có đứa dò đường nghi binh, có đứa đánh chặn hỗ trợ nhau để tẩu thoát. Chúng có chỗ dự kiến giấu hàng lúc phải chạy toán loạn về bên kia biên giới. Chúng đi theo những lối mòn, đều có sự chỉ huy điều khiển của các ông trùm, có sự dẫn đường liên lạc và người hẹn hò đón nhận. Tất cả bằng điện thoại di động Qua khai thác Bọn tội phạm bị bắt Ta đã biết rõ Đó là những con nghiện Những tên hám tiền Biến mình thành những con tiêu thân Đi cõng hàng thuê chết thuê Cũng có những người Họ hàng thân tộc Ở bên này bị dụ dỗ mua chuộc Vượt sang nhập vào các đường dây Các băng nhóm quen mùi Quen mùi miệng Chấm tay mút Rồi can tâm mang cái chết về Cũng có những người vì đói nghèo bỏ nương rẫy đi cõng thuê ma túy cho các ông chùm ông chủ ví như một vụ thu hoạch bốn tấn ngô giá năm triệu đồng nhưng chỉ bỏ ra hai ngày mang mấy bánh heroin qua biên giới chót lọt là có ngay hàng chục triệu nếu có gan cõng cả ba lô đựng vài chục bánh heroin luôn đường mòn sang giao cho người đã hẹn hò đón nhận là có ngay mấy chục triệu cầm trong tay bọn tội phạm này đều được các ông chùm các ông chủ cho ăn, cho hút thả giàn, cho đi sầm nưa viêng chăn thăm thú. Các ông trùm đã bày trò khuyến mại, còn mà nào cõng qua biên giới trên 20 bánh heroin sẽ thưởng súng CKC AK, 12 bánh trở lên thưởng K54, K59, nếu 8 bánh thì chỉ được thưởng lựu đạn. Chỉ huy phó Đinh Hiền đã bám trụ điểm nóng này. Anh trưởng thành từ đội trưởng đội xây dựng cơ sở của đồn biên phòng anh đã từng sống bằng men mén với bà con người Mông, ăn rêu đá với người Thái. Anh vận động dân không đốt rừng làm nương, không du canh du cư, lập nhóm bản, lập các đoàn thể để canh giữ an ninh vùng biên. Đình Hiền có cái nhìn thẳng, nụ cười đôn hậu, khí sắc ấm áp, giọng nói anh nhẹ, mềm. Tiếp xúc với anh, người dân dễ trao gửi lòng tin. Anh đã nhiều lần kể những câu chuyện ở bản mông Pù Luông này đó là chuyện một ông già người mông. Ông đã nhìn thấy mặt trời trước tất cả người dân trong bản. Ra đời trước là nhiều tuổi hơn cả. Ông già luôn quàng trên mình tấm da hổ lông vàng, vằn đen hình vầng trang khuyết. Cột nhà ông treo đầu nai, đầu hiêu, những bộ sừng thú hoang dã, kỳ vĩ, trông như những mũi trông, mũi giáo nhọn hoắt. Trên sàn nhà, ông gắn sừng những con bò tót cong như hai cánh cung, vừa thách thức vừa hiếu chiến bên bếp ông để ống tre đựng đầy lông nhím làm tăm xỉa răng con dao đi rừng sáng loáng của ông tổ chín đời làm người săn thú rừng để lại ông đút trong bao làm bằng da trăn hòa ông xem các di vật đó là linh khí của đất trời sức mạnh thiêng liêng của thần rừng hội tụ tại nhà ông ông kể rằng nhiều lần những tên tội phạm ma túy vượt biên sang đến nhà ông bàn với ông dù dân bạn đi với nó sẽ giàu rồi sẽ có cả súng hoặc đi cõng hàng cho nó rồi nó cho tiền có lần chúng bàn với ông tìm cách nào để lừa bắt sống được lính biên phòng ông hỏi chúng bắt lính biên phòng để làm gì chúng nói để làm mồi nhử chuộc lại số ma túy biên phòng bắt giữ buộc biên phòng phải thả người của chúng đang bị giam ông hỏi lại chúng bắt bằng cách nào chúng nói mồm trơn như đít chó con được mẹ liếm rằng cứ cho uống rượu say cho ăn hít ma túy cho ngủ với con gái con trâu lấy thừng mà dắt thằng người cầm chạc mà lôi rồi dắt như dắt con chó hoang sang biên nghe chưa dứt câu ông già người mông đã gầm lên tiếng ông vang như tiếng sấm đầu mùa trên đỉnh pù luông ông nhìn thẳng vào mặt chúng mắt ông như chớp lửa trước cơn rồng ông nói người mông đẻ bên cửa bếp chết trên cửa trời chỉ biết truyền cho nhau làm việc lành làm điều tốt Đứa nào bày cho dân làm điều ác, điều xấu, nói những lời độc như tiếng kêu của con diều đen trên nương, con sói xám ngoài dãy, là nó đã đạp phải nước đái con hổ vằn, con hổ hoa. Nó ăn phải thức ăn thừa của con cáo đen, con mèo hoang ở bãi chôn người chết. Nó sẽ phải chết đen như ngón, chết đỏ như vang, chết vàng như nghệ. Ông già người Mông sống ở núi Pù Luông này lâu, từng trả nhiều, ăn trăm mùa ngải đắng, uống trăm ống rượu chua, rượu mặn, nên nói lời nào cũng chí lý, nói câu nào cũng như tiên tri sấm truyền. Thằng tội phạm dương súng dọa ông, ông già vung con dao của tổ tiên để lại, nói chuyện với nó. Đã nhiều lần, ông già người mông nói với lũ con trai bản rằng, chúng mày đừng ăn chim rồi bẻ mọ, ăn quả rồi chặt cây. Chúng mày đừng như con gà ăn no thóc rồi lắc mỏ vỗ cánh ỉa ra sân, bỏ đi. Chúng mày lấy che pù luông này chống mắt lên mà nhìn, nhà thằng giang súa ở đầu bản đó ba thằng con trai nhà nó lưng lững như ba cây lim rừng đã chết rồi. Thằng Giang Dua đi cộng ma túy cho bọn nó bên kia bị bắn chết thành ma rừng. Hai thằng nữa nghiện người, héo khô như cây ngải cắt gốc. Dân bản vừa chôn ở chân núi thành ma bản. Thằng Giang Xúa giờ đây hai mắt như hai cái gáo múc nước. Suốt ngày ngồi to ngo bên bậu cửa, nhìn ra rừng, trông như con chó bị sói vào hột. Khổ chưa? bản mông này đã có chục nhà bỏ hoang rồi bếp lửa nguội tàn mèo hoang cũng không thèm nằm cho lạnh chúng nó thành ma rừng ma bản cả rồi chúng mày muốn bản mông như thế này cả sao ông già người mông nói vậy là trước đây bản mông của ông ở núi rừng pù luông này vui là thế đêm trăng sáng con trai con gái rủ nhau hát múa tâu đêm ở bãi cỏ đầu bản tiếng khèn vui rủ cả cây rừng gió núi pù luông về hát theo người các bạn lấy núi đồi làm thang trèo lên nhìn con gái bản mông đẹp rỡ ràng như những con ong chúa giờ đây bản mông của ông buồn trăng pù luông núi pù luông cũng lạnh buồn gió thổi cánh cây không biết lay nữa ông già người mông nói vậy ngày chưa tàn lúc bóng núi chưa vào đến sân lúc mây về thung chưa hết đám đã có từng đoàn nửa người nửa ma cầm súng cõng hàng đi qua bản gặp chó sủa chúng đập chó chết, gặp người nhìn, chúng chỉ mũi súng vào mặt họ. Ai báo cho dân phòng biết sẽ giết chết cả nhà, đốt cả bản. Bản Mông như có ôn dịch ma cà rồng về sục tìm nhà có gái đẻ, mới chập choạng, nhà nào cũng đóng cửa, tắt lửa, không ai dám ra khỏi nhà. Lũ cầm súng cõng hàng đi như những bóng ma, lòng người Mông ở núi Pù Luông này là vậy, nhưng khổ nỗi, người Mông đang còn thiếu đói, họ lại bị bọn trùm bọn chủ thả mồi, mua chuộc. Hoặc có họ hàng thân tích bên kia biên giới cu dụ, đồng tiền đã biến họ thành con lửa, trở thuê rồi chết thuê. Nghĩ về những câu chuyện của ông già người mông kể, chỉ huy phó Đinh Hiền lặng người, chìm trong những suy tư. Đúng, có những trận đánh tả thắng, nhưng kẻ mang ma túy bị bắt chưa phải tên trùm, tên chủ. Đành rằng pháp luật thì phải nghiêm minh, người có tội phải trừng trị. Nhưng những tên chủ mưu tội ác phải loại ra khỏi cuộc sống cộng đồng nhưng còn người dân ở các bản làng bị dụ dỗ bị cô rủ bị cuộc sống nghèo đói vì mùa lúa sớm mùa ngô muộn thật bạt vì mù quáng trước ma lực của đồng tiền thì phải tìm cách nào đây để người dân từ bỏ đình hiền chăn trở có phải để người dân tiếp tay cho bọn tội phạm như thế cũng có phần lỗi về phía chúng ta chúng ta chưa sống cùng với dân chúng ta chưa nói rõ về pháp luật của nhà nước chưa nói hết tai họa của tội ác đưa cái chết về cho đồng loại để dân hiểu và cũng phải nói để người dân biết rằng sống ở pù luông này phải chấp thuận thiên quy địa lợi của đất trời mà ông bà đã truyền lại bố mẹ sinh con ra là để làm người lương thiện chứ không phải để thành tên tội phạm nhưng làm người lương thiện thì phải chịu thương chịu khó làm ăn mà chịu thương chịu khó cũng phải chịu khổ còn đi cõng ma túy thuê chết thuê thì có tiền nhưng thành kẻ khốn nạn thành con ma rừng ta phải nói cho dân hiểu điều ấy nghĩ đến đó chỉ huy phó đinh hiền càng tâm đắc lời nói của một vị lãnh đạo hôm ông về thăm đơn vị đặc nhiệm các đồng chí phá được nhiều án đánh bắt được nhiều tội phạm ma túy là điều khen ngợi nhưng không cứ bắt được nhiều là tốt mà phải làm thế nào để không bị lôi kéo đầu độc để trở thành tội phạm đinh hiền biết rằng ở thị trấn Viêng Say, giá mỗi cặp heroin là 10.000 hoặc 10.500 đô. Ma túy tổng hợp giá 10.500 kíp, một viên. Nhưng khi ma rừng cõng được hàng sang bên kia biên giới, các ông chủ ở Mộc Châu, Lóng Luông, Hang Kia và Cò nhận được hàng thì còn giá cao hơn nhiều. Điều ấy làm cho lũ ma rừng càng say máu. Trước ngày lũ ma rừng cõng hàng vượt biên, ông chùm khoản đãi chúng rượu sữa dê mài sừng tê giác chính hiệu từ vùng đất ông trùm lớn khun sai ở tam giác vàng không nói ra nhưng ông trùm đã có ngầm ý làm lễ tiễn đưa lũ cõng thuê rồi sẽ chết thuê thành ma rừng như đưa tiễn kẻ trước khi ra pháp trường vì nhiều phen lũ chết thuê này đã gặp đặc nhiệm biên phòng và phải bỏ lại xác trong rừng ông trùm nói với chúng rằng mẹ chúng mày để ra chúng mày trong lều nương bên bếp lửa Chúng mày thì khóc dân bạn thì cười. Này chúng mày cõng hàng cho tao được nhiều tiền. Được thưởng súng thì chúng mày cười. Vợ con chúng mày mừng. sung sướng vậy là vui bụng. Còn đứa nào ở đâu chết, đứa nào ở đâu khóc thì mặc kệ nó. Đứa nào ngăn đường, cản núi, chúng mày dùng súng của tao thưởng bắn bỏ mẹ nó đi. Gặp mấy thằng biên phòng, chúng mày bắn bể sọ nó ra. Rồi ông trùm đưa cả lũ đến các ổ ma túy giáp đường biên Nhà nào cũng có két sắt to đùng đặt giữa nhà. Trong két xếp đầy đô la. Ông chủ làm ra vẻ vô tư, mở cánh tủ. Những sấp đô la lăn ra sàn nhà. Đồng đô la có hai mặt. Một mặt giống bánh Halloween và một mặt kia mặt tên tội phạm. Ông chùm cười nhăn nhở, nhìn lũ ma rừng. Ông không nói gì, nhưng thái độ đó đã thay lời ông nói với cả lũ. Muốn có cuộc sống thế này, thì chúng mày phải biết nghe lời tao cõng hàng sang bên ấy cho tao. Rồi ông trùm cho lũ ma rừng xem những nơi để hàng. Ở đó có các dãy thùng xếp thành hàng, thành khối, có những thùng đã đóng thành bánh, có những thùng còn là bột trắng. Ở đó có cả những cỗ máy dập bánh ép viên làm bao. Ở đó ông trùm già đang giao hàng cho các trùm trẻ dưới mộc châu sang. Mày an tâm đi, hàng chúng tao như là lá rừng pù luôn, Chỉ sợ mày không đủ tiền thôi. Khi nào suối ở Mộc Châu Mài hết chảy, đồi của Mộc Châu Mài hết chè thì bên này tao mới hết hàng. Hết phần 3